Cốc màu xanh nước biển,
vậy là mình đã tô màu xong. Bức tranh hình ảnh cậu bé Xin đang đánh răng. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu cho bức tranh nhé. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.